Mình là Tùng ở đây, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay tụi mình đi ăn sushi ở quán IC. Ở đây khác với những quán sushi bình thường đó chính là buffet sushi. Thì nó còn có buffet sushi và buffet nướng nữa. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua quan cảnh của quán ăn, những cảnh người ta làm đồ ăn và menu luôn nha. Bên này là khu mà các anh đó đang chuẩn bị sushi cho tụi mình nè. Các bạn nhân viên rất là đông. Trên bàn này thì mình cũng sẽ có một cái giống như là cái bếp nướng. Tại vì ở đây nó có bán cả nướng nữa. Hôm nay thì mình sẽ không gọi nướng, mình sẽ cho các bạn coi menu nha. Ở đây thì nó có hai phần buffet các bạn ạ. Nếu như các bạn ăn luôn cả buffet mà vừa buffet sushi và nướng luôn thì nó sẽ là phần này có giá của buổi trưa buổi tối khác nhau, thì tầm đâu đó là 400-450. Còn nếu như mà các bạn chỉ ăn sushi thôi mà không ăn nướng thì sẽ gọi bên trong là phần sakura thì nó sẽ rẻ hơn, là chỉ khoảng tầm 330-370 thôi. Thì giá này chưa bao gồm 10% VAT nha các bạn. Thì mình có thể gọi từ đây đến cuối luôn. Thì có rất là nhiều món, cả sashimi, rồi cơm cuộn và một vài món nướng đã được làm chín luôn rồi, chứ không phải là món nướng tại bàn. Đó, cũng khá là hấp dẫn, thú vị. Là có cả cơm và mì nữa. Còn nếu như mà các bạn chọn phần mà mắc hơn đó, thì mình sẽ được gọi theo những trang ở trước. Đó chính là một vài món nướng tại bàn luôn, như là thịt nướng này và cá nướng này. Đấy. Còn sashimi thì nói chung là cũng gọi là chung rồi. Đấy. Đây là menu nước ở iSushi. Thì nó sẽ ở những trang đầu tiên cũng như những cái quán khác thì nó sẽ có rượu. Đây thì rượu sake, soju là những cái rượu mà nổi nổi ở đây á. Chai này khá là to, nếu như các bạn đi ít người thì các bạn chỉ cần gọi một chai nhỏ thôi. Nào. Sau đó là sẽ đến nước trái cây và nước ngọt. Thì nước ở đây sẽ nằm đâu đó giá là tầm khoảng 50-60. Ở đây là 85 là cái này là mắc nhất luôn ý. Nè, sau này thì khoảng đâu đó là tầm 50-55-60 thôi. Một số có loại chè trông rất là... Ở đây là rượu. Đây là hết menu rồi các bạn ạ. Đang rửa nước và khăn. Đây là món trà iSushi vị nho. Giá là 55.000, chưa gồm VAT 10% các bạn ạ. Thì dù là trà nho nó có một màu giống như màu rượu vang mà các bạn ạ. Đúng rồi, rượu vang này làm từ nho mà đúng không? Ok. Và ở trên này thì nó lại để dâu tây và lá bạc hà. Này, lá bạc hà này. Đây là gừng và wasabi mà hồi nãy chị ra đưa được mình. Này là đậu Nhật, có lông nhỉ, đậu lông Nhật gì đó mà không thấy lông nữa rồi. Chửi lông rồi các bạn ạ. Thì cái này để ăn không thôi, người ta đã được luộc với lại muối. Cái này thì mình sẽ ăn kiểu như trong lúc mà chờ đồ ăn ra, mình sẽ ăn cặp này. Thì mình có mà ăn. Ta-da. Là những hạt đậu. Sẽ có kiểu như ở đây là đậu luộc hay đậu hấp gì đấy mà nó bỏ thêm ít muối ngoài nữa, khá là thú vị và có thể ăn trong lúc mà mình chờ món đấy. Các bạn ơi, đây là set sashimi đầu tiên mà tụi mình đã gọi. Sashimi tức là kiểu như là hải sản sống các bạn. Nhìn qua thì mình thấy đây là cá hồi nè, bạch tuộc nè. Còn hai loại này thì mình không rõ lắm. Nói chung khá là đẹp và tô của nó là tô đá, nó rất là chắc chắn. Có đá lạnh ở dưới và rau ở trên là đẹp. Có thêm thanh trúc để trang trí nữa. Thì lát nữa thì mình sẽ lấy một ít wasabi nè, bỏ vào trong nhúng nhuyễn của mình. Đó, sau đó mình sẽ chấm để ăn. Phải quậy cho nó thiệt là nhiều lên thì nó mới cay và xông lên tới tận, xông lên tới não. Và mình sẽ lấy một miếng này chấm hạt, chấm một hạt, chấm tới cái này. Mình có thể ăn kèm với gừng luôn nha các bạn. Chấm đi. Đây là miếng bạch tuộc và gừng mình ăn kèm với gừng các bạn ạ. Ngon quá. Đồ
Đối với món sashimi thì mình là hai loại, thứ nhất là bạch tuộc, thứ hai là cá chích ép trứng vàng. Nhưng mà trong phần buffet này thì không còn một cá chích ép trứng vàng các bạn ạ, do đó là mình phải gọi thêm và sẽ phải bị tính tiền thêm để được ăn cá chích ép trứng vàng. Ngoài ra thì sashimi mọi người cũng hay nói là cá hồi rất là ngon nữa, nhưng mà tại vì mình không hiểu sao mình không thích cái cảm giác mềm mềm của cá hồi. Mình thích những thứ mà nó giòn giòn mà nó sực sực hơn. Người ta vừa mới đưa cho mình cái phần này nữa thì có một que giống như thế này, thì mình cũng không rõ là gì, thì mình gọi buffet theo kiểu là các bạn mang hết ra cho mình đi á, kiểu vậy á. Nó giống như là chả cá nhưng mà nó hơi ngọt hơn một xíu và nó rất là nhiều nước. Đây là tôm cuộn có trứng ở trên. Cái này gọi là gì vậy? Bun can, tức là bun can các bạn. Ở đây có một phần mà các bạn đó giới thiệu với mình rất là nhiều, nó chính là xoài cuộn cá hồi. Trong này nó có cơm, bên trong là rong biển, dưa leo và cá hồi. Ở ngoài thì có một miếng xoài nhỏ. Thông thường thì mình thấy mọi người hay làm với bơ, mà ở đây xoài nên thử như thế nào. Nếu mà ăn đồ Nhật thì nó thường sẽ có một cái gì đó giòn giòn bên trong các bạn. Thì trong cái phần này các bạn cuộn nó cũng đã có giống như kiểu là cơm hay là rong biển gì đó mà mọi người đã chiên hay thấy lên rất là nhỏ. Ăn thì không thấy vị xoài mấy, nó không phải là quá chua. Đây là một phần cung gan gì đó, nói chung là cơm là và những trứng cua hoặc là trứng cá, là cái này hình như là trứng cua các bạn ạ. Ngon quá. Nó có nhiều tiếng nổ lắm, tách 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 trong đầu mình đó. Tại vì cái trứng nó bể ra các bạn ạ. Mình có kêu thêm một phần này nữa, đó chính là bánh mắt cua. Bánh mắt cua takoyaki. Cái này thì ở ngoài đường cũng khá là nhiều người bán, nhưng mà mình thì mình thấy nói chung mình không thích lắm. Tại vì nó thường nó sẽ méo và rất là nhiều bột. Nhưng mà bây giờ thì trong này thì mình sẽ ăn thử cái bánh như thế nào. Cái sốt của nó hơi chua một chút xíu bạn ạ. Nó khá là mềm, bở bở mà cái vỏ cũng không, cũng hơi giòn. Thực ra ở đây cũng khá là giòn đấy, nhưng mà nó không phải là kiểu là giòn rụng mà nó lại hơi dai dai. Nói chung là mình vẫn chưa được thích bánh mặt tuột lắm. Mặt tuột trong này thì cũng là một miếng rất là nhỏ thôi. Bà ơi, đây là cá ngừ. Nhìn nè, miếng cá ngừ thì nó sẽ thường nó màu cam cam và có vân, còn cá ngừ thì nó sẽ là màu hồng luôn. Nguyên miếng như này mình cũng sẽ ăn thử nhé. Mình sẽ bỏ thêm một ít wasabi vào trong để cho nó đỡ thơm. Tại vì wasabi thì nếu như để một thời gian nó bắt đầu lắng xuống dưới đáy của chén nước chấm ấy, nên mình sẽ bỏ thêm để nó có lại cái mùi của wasabi cho rõ. Cái này là một lát cá ở nằm trong phần sashimi luôn mà mình không biết đây là cá gì. Nếu các bạn biết thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Thì bây giờ mình cũng sẽ ăn thử. Nên thì nó dai hơn cái cá hồi hồi nãy một chút xíu. Đây là cá hồi. Đây là món mình rất thích, lúc nào mình cũng phải gọi cho được. Tại vì nó là cá chích ép trứng. Nó có trứng ở trong này, nó rất là giòn. Ở đây mình không có gọi cái phần mà nướng tại bàn. Tuy nhiên là nếu mình muốn ăn bò thì mình vẫn phải gọi bò người ta đã làm sẵn các bạn ạ. Thì đây là một phần một miếng trong phần bò steak. Trong số các món đã được làm chính ở đây thì còn có món cá thu sốt miso nữa. Đây, tại vì mình chỉ đi có 3 người thôi nên họ đã mang mình 3 miếng. Nó có một chút xíu sốt miso dính ở trên này các bạn. Cá thu khá là dai. Mình nếu là ăn cái này xong thì phải ăn thêm món khác nữa. Nếu mà ăn này không thì có vẻ nó hơi mặn một chút gì. Súp miso đấy rất là ngon các bạn ạ. Nè, súp miso có một cái đặc điểm là ở trong ve cho mình quậy lên là nó sẽ đục ra. Ở đây rất là ngon. Đừng quên bấm like, bấm subscribe kênh YouTube của mình các bạn nhé. Chúc bạn một ngày thật là vui vẻ. Đây là gừng và sashimi mà hồi nãy bạn đã gửi ra. Wasabi. Nhầm.